Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bi Salmon. Hôm rày thì mình cũng để dành được một số lượng nho nhỏ kiểu như là những cái aluminum blade rồi. Bây giờ thì mình sẽ dùng toàn bộ số aluminum blade đó để chúng ta chế tạo ra thật nhiều những cái máy tính. Và khi chế tạo những máy tính thì chúng ta sẽ có một cái xác suất nho nhỏ là rơi ra các bộ phận của Porygon. Đây là một em Pokemon khá là lạ luôn ha. Nhưng mà đặc biệt một chỗ là mình có thể chế tạo em này mà không cần phải đi bắt gì đâu. À, thế nên mình sẽ thử ha. Trong nhà của mình thì đã có sẵn một cái phần đầu rồi. Lúc trước mình có chế tạo máy tính và rơi ra. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ mới có aluminum với cả là tấm thủy tinh thôi. Mình hết sạch số lượng đá phát sáng rồi, còn có 2 thôi à. 8 cái bột này chỉ làm được 2 khối thôi. Vậy là cần thêm khá là nhiều những cái đá phát sáng đây. Được, bây giờ mình và Gachom sẽ bay qua địa ngục một chuyến ha. Để chúng ta đi đào thêm những cái đá phát sáng mang về và chế tạo máy tính thôi. Ui dồi, sao đá phát sáng nó nằm ở chỗ khó lấy thế? Tuốt ở trên nóc của địa ngục cơ. Cái này lớ ngớ là lại tắm nhung nham nữa cho xem. Vậy là mình phải tìm mấy chỗ nào dễ lấy đi. Chỗ nào có chỗ nào thấp thấp không ta? Đây đây đây. Ủa không phải. Đây đây nè, có chỗ thấp thấp hơn xíu nè. Chứ trên kia thì cao quá, rất là nguy hiểm á. Cái này nó cũng gần hồ nhung nham nữa nha. Đào cẩn thận đấy, chứ mỗi lần mình xuống địa ngục là y như rằng mình rất là dễ bị lọt xuống nhung nham ấy. Đây. Sau vài lần kiểu lọt xuống nhung nham thì mình đã rút ra bài học rồi. Ủa? Cái gì đây? Ủa thôi xong rồi, mình cái cúp của mình đào cát linh hồn của nó thành cát linh hồn ăn được luôn rồi. Ảo thiệt đấy. Giờ ăn được cái cát linh hồn á. Chuyện lạ nha. Đào đăng cái. Rồi xuống lượm xuống lượm. Hồi nãy nháp thôi, giờ mới thiệt nè. Mình sẽ lấy số đá phát sáng ở chỗ này đi ha. Nó không có nhung nham ở dưới này, lấy nó sẽ rất là an toàn luôn, không có sợ rơi mất nữa. Rồi à. Ôi trời. Ui xíu, chút xíu nữa nó rơi ngay lửa là mất luôn rồi đó. Được một stack rưỡi. Vậy thì còn ít quá. Lấy thêm một chút nữa đi. Đây 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 đây. Lấy thêm một ít ở đây nữa ha. Cho nó nhiều hẳn mới được. Chứ để không thôi một hồi mình lại thiếu rồi, mất công đi xuống thêm một lần nữa. Đó. Giờ được 2 stack rưỡi rồi nè. Đỡ hơn một chút rồi ha. Số đá phát sáng này đủ để mình chế tạo rồi. Bây giờ thì sẵn tiện đang ở dưới địa ngục thì mình sẽ đi dạo một xíu. Nhất là đi trở lại cái pháo đài địa ngục. Tại vì trong pháo đài địa ngục sẽ có xác suất rất là nhỏ thôi mình gặp được một em Pokemon Golem. Nhưng mà đặc biệt hơn, em ấy là thành viên mới trong cái đội hình Golem của mình nè. Hiện tại mình đã có Golem đại ca, Golem đá, Golem thép, Golem băng và còn 2 thành viên nữa cơ. Chưa có lộ diện á. Nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi ở đây một lúc coi. Biết đâu bất ngờ. Nhiều khi bữa nay mình hên hên mình lại có cơ hội gặp được các em đó thì sao. Nên phải thử ha. Bạn có bao giờ chán nản vì điện thoại của mình không đủ dung lượng để lưu trữ ảnh, video? Dù điện thoại là 64GB, 128GB hay là 256GB thì vẫn không đủ. Vậy thì đừng lo, hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm ra giải pháp cực kỳ đơn giản. Đó chính là ứng dụng Terabox với dung lượng lưu trữ đám mây lên đến 1024GB. Không đùa đâu, chính xác là 1024GB. Hoàn toàn miễn phí cho bất kỳ người dùng nào tải ứng dụng Terabox về sử dụng. Bên trong, Terabox có rất nhiều tính năng như tự động sao lưu hình ảnh, video về ứng dụng, không bao giờ bị lo mất, giúp các bạn lưu trữ, chia sẻ, sắp xếp, quản lý các dữ liệu cực kỳ tiện lợi. Ứng dụng Terabox còn đi kèm công cụ phân tích không gian điện thoại, dễ dàng xóa những video, hình ảnh đã được sao lưu, giải phóng dung lượng bộ nhớ điện thoại, giúp tăng hiệu năng, giảm giật lag cho điện thoại của các bạn. Đặc biệt, Terabox còn cung cấp một kho tàng phim đủ các thể loại cho các bạn có thể tha hồ lựa chọn và xem, giải trí sau các giờ học tập, làm việc căng thẳng luôn. Dành cho các bạn nào hay xem TikTok,
Therabox còn tích hợp thêm tính năng lưu thẳng video vào ứng dụng, giúp các bạn có thể chia sẻ các video dễ dàng hơn mà không sợ tốn dung lượng điện thoại. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Tải ngay Therabox theo đường link mình đặt dưới phần mô tả của video hoặc tìm kiếm với từ khóa Therabox ở App Store hoặc là Google Play nhé. Xuất hiện rồi, trước mặt mình luôn. Đây là thành viên mới trong đội hình Golem của mình nè. Nếu như mình bắt thành công thì đội hình Golem của mình sẽ có tổng cộng là 5 thành viên nha. Nghĩ thôi là đã thích rồi, vô luôn. Nhưng mà kiểm tra lại, mình còn ít Ultra Ball quá. Mình sẽ lấy thêm Ultra Ball ha, bổ sung vô liền. Rồi, em muốn khiêu chiến lắm rồi chứ gì. Được, cho em chiến đấu với Pikachu của anh luôn. Vô Pikachu. À, em này cũng dữ dằn phết đấy, nhưng mà Pikachu của mình cũng không phải dạng dừa. Rồi, kéo rẽ được nửa cây máu rồi ha. Giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu tung bóng chứa và thử thu phục Regirago coi. Ui, hai cái tay em này lâu lâu ghép lại tạo thành đầu của một con rồng ấy, nhìn cũng rất là dữ dằn luôn. Thành viên mới này có vẻ xịn. Hồi nãy mình quên coi hệ nha. Ủa, hình như em này hệ rồng đấy. Quay. Được nha. Golem rồng. Trời ơi, chút xíu nữa là bắt được rồi. Để mình đưa Metacross vô trận ha, cho em ấy làm tăng cơ đi, chứ Pikachu tăng không nổi đâu. Ui dồi, em rồng này quýnh Metacross mình căng vậy. Nhưng mà phải công nhận là cái em Regirago này cũng thuộc dạng là khó bắt ấy nha, không phải dễ bắt đâu. Trời, mình thử nãy giờ bằng Ultra Ball không được, nhưng mà tung đúng một quả Heavy Ball là mình đã bắt được Regirago rồi. Wow, em là một Pokemon thuộc hệ rồng nha. Được, được, được. Ui, còn có nhiều hình dạng không? Coi thử coi. Em có dạng thường và dạng shiny thôi à. Wow, và đặc biệt hơn, em không cho mình bay. Ok. Em cho mình cưỡi để chạy thôi à, không có bay được ha. Nhưng mà nhảy cũng khá là cao nha. Đó, 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 ghép lại là thành hình cái đầu một con rồng ấy. Dữ dằn lắm. Chắc phải tìm đối thủ cho cái em Regirago này thể hiện thôi. Nhưng mà để xíu mình đi tìm mối sao đi ha. Giờ thì trở lại với công việc chế tạo máy tính của mình thôi. Mình sẽ cần thêm khá là nhiều redstone kết hợp với đá phát sáng này. Hy vọng là mình sẽ kiểu như là có được thật là nhiều bộ phận còn lại của Porygon ha. Rồi, cái đầu tiên là không có rồi nè. Cái thứ hai cũng không luôn. Cái thứ ba rồi. Cái thứ tư rồi. Ui nè nè nè, có rồi. Ồ, được cái chân. Ý, có lý nha. Giờ còn thiếu cái đuôi với cái mình. Cái đuôi. Không có cái đuôi. Cái đuôi. Ui, cho cái đầu. Trời ơi, có đầu rồi. Cần đuôi cơ. Cái đuôi. Không có. Tỷ lệ cũng khá là thấp thôi. Ui, có rồi nè. Vừa than tỷ lệ thấp thì có luôn cái đuôi. Giờ thì cần cái mình nữa. Cái mình. Cái mình Porygon. Ui, cho thêm cái đầu nữa. Thứ tôi cần là cái mình cơ. Cái mình. Đây rồi. Ủa, cái này là cái chân hả? Ôi, cái chân có rồi. Nãy giờ bị trùng hơi bị nhiều rồi đó nha. Cho cái mình đi. Cho cái mình là xong cái nhiệm vụ rồi đó. Lại là chân kìa. Mình nghi là không ra cái chân nổi rồi. Ủa, ra cái mình nổi rồi. Chắc cái mình là cái bộ phận hiếm nhất đây. Đó, lại ra chân nữa kìa. Thôi xong rồi, toan rồi. Cho tôi cái mình đi. Bly. Cái mình. Hai cái cuối cùng đó.
Ôi không, hết sạch rồi. Trời ơi. Ôi, mình còn, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Đây rồi, vừa làm thêm thì chúng ta đã có được cái mình. May là mình vẫn còn một ít cái aluminum để làm thêm aluminum pellet. Xong xong xong, giờ thì lấy những bộ phận này ra và chúng ta sẽ kết hợp lại để tạo thành em Pokemon Porygon á. Xịn thiệt, xịn thiệt. Ghép lại thôi. Tên tên. Vậy là chúng ta đã được Porygon rồi. Đấy. Ghép xong thì em sẽ tự nhảy ra ngoài luôn á. Em là một Pokemon thuộc hệ thường thôi. Ủa, em có thể spawn ở DN hả? Ủa sao mình ở dưới DN mấy lần mà mình không gặp ta? Lạ thiệt. Và với Porygon thì mình nghĩ là dùng Netball sẽ hiệu quả đấy. Em mới cấp 22 thôi. Được hay không đấy? Đó, được luôn nè. Rồi luôn. Vô, về đội anh nha cưng. Đưa em ra để mình cày cấp chung với Regidrago ha. XP share gắn cho mỗi em một cái nè. Rồi, kỹ năng thì sao? Em hiện tại thì có kỹ năng cũng ok này. Cũng tấn công được đồ các thứ á. Dữ lắm á nha. Vô thử chiến đấu thử coi. Kiếm mối cho em chiến đấu nè. Ủa sao bữa nay gần nhà mình không có boss bụng gì nhờ? Mọi bữa mình ra đây là cả đống boss luôn á. Không có boss thì thôi, mình cho đi đánh nhau với trainer cũng được. Mình thấy có một trainer chạy lòng vòng ở đây nè. À, cấp 20. Vừa cấp độ với Porygon luôn. Vô em. Ôi, bạn nữ này xài em cua nấm. À, cua nấm hả? Giật điện nè. Ui ui ui, cua nấm cũng căng đấy. Quýnh cua nấm luôn. Tiếp theo là Rattini. Rattini hả? Tấn công Rattini luôn. Giật điện thêm một cái nè. Hãy vậy thôi chứ Porygon cũng đáng gờm lắm á nha. Đi ăn hiếp mấy mấy trainer cấp thấp được á. Ui, vừa nói không có boss thì gần đây có một em boss Manectric xuất hiện rồi. Nhưng mà Regidrago của mình hiện tại thì rất là cấp thấp luôn á. Mới cấp 43 thôi mà sao mà đánh lại đây. Tội nghiệp thiệt chứ. Just tiệt, dám ăn hiếp Regidrago hả? Mình sẽ cho Gachom vô trả thù ha. Đợi đó Manectric. Đợi Gachom biến hình cái đã. Biến Mega trước ha. Rồi rồi rồi. Chạy còn kịp nha cưng. Chạy còn kịp nha cưng. Đừng có nhờn với Gachom. Thấy cái màu gì chưa? Màu hồng nam tính đấy. Đừng có nhờn. Lâu lâu đưa Gachom ra một phát là em gánh tem liền. Tự nhiên bắt được cái em Regidrago, cái mình muốn có thêm một em cuối cùng luôn á. Tại vì khi mà mình coi thông tin của ẻm á thì mình thấy kế bên ẻm có một em Pokemon gì nè, cũng là một bí ẩn á. Và hình như đó là thành viên cuối cùng trong đội hình Pokemon Golem của mình hay sao ấy. Được hay nhờ. Chắc bữa nay lại là một cái chuyến đi tìm Golem nữa quá. Hiện tại thì mình đang cưỡi Rayquaza để đi trở lại cái Stronghold á. Nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra là mình quên đường rồi. Lâu quá hôm qua bên bển giờ quên đường mất tiêu rồi. Nãy giờ đi xe quần mà không có tìm ra nè. Vì cái em Pokemon Golem cuối cùng đó sẽ xuất hiện ở bên thế giới kết thúc cơ, chứ không có bên thế giới thường. Thành đứa ra bây giờ mà không có tìm được cái cánh cổng ấy là coi như mình nghĩ tìm được em Golem đó luôn. Khó thiệt sự rồi. Ủa, đây là Pokemon gì vậy? Hệ thép hả? Ủa, có cái nào đây là mèo không? Cũng có thể lắm. Nhìn có móng vuốt đồ nè. Mình nghi đây là mèo, nhưng mà mèo có cái vùng này á. Ui, đây có tên là Berserker. Ui, nhìn giống mèo vậy. Kệ, quýnh trước đi tính sao. Tấn công Regidrago.
kéo rỉa được một ít máu. Ui, kèo này căng nha, boss 4 sao lận á. Rồi, boss bắt đầu bật lớp, khiêng phòng ngự lên rồi. Đánh lẹ, kéo một hồi Maki Cup. Hết oxy bây giờ. Trời ơi, coi em nhảy đành đạch, nhìn tội nghiệp thiệt chứ. Rồi, xong rồi. Giải thoát trong Maki Cup rồi đó. Uầy, em Regirago của mình học được kỹ năng năng lượng rộng này. Nghe tên rồi tôi lại thấy xịn xịn rồi đó. Cho em học luôn á. Ui dồi, kỹ năng mới này có vẻ mạnh này. Wow wow wow. Được nha, hợp lý bé ơi. Gần đây thì còn có Pokemon Gladrier gì nữa cơ. Ôi, nghe tên giống em ngựa băng. À chính xác rồi, đây là em ngựa băng. Uầy, kèo này căng nha. Nhưng mà mình sẽ thử coi, cho Regirago của mình đánh với cái em Gladrier này luôn. Uầy, cái kết của việc không quánh one shot được người ta đó. Nhưng không sao, Porygon sẽ thay thế golem rồng của mình trả thù ha. Su thôi, chuyện su gũi thôi. Ui, à không sao không sao không sao. Nháp 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 nháp. Này thiệt nè. À ok. Ok. Metacross. Boss Metacross luôn này. Căng đi ta. Nhưng mà kèo này hơi khó nha. Nếu mà Regirago vô thì sao? Mình sẽ thử với kèo khó này luôn. Không biết là Uầy, hơi căng rồi. Một hit của ẻm kéo rỉa được có tí tẹo máu thôi. Trời, quýnh người ta ghê vậy. Ôi su cà na rồi. Gì đâu, người ta quýnh nhẹ cái mà quýnh người ta muốn xỉu luôn á. Đưa Kyogre vô thôi. Đây, tới Kyogre vô. Chẳng qua là muốn làm nền thôi. Mấy em kia là làm nền cho Metacross của mình ha. Để ẻm Mega lên rồi gánh tem các thứ liền. Thấy vậy chứ Metacross mình mạnh lắm. Đây đây đây, chuẩn bị đấm boss không chuột phát nào nè. Đừng tưởng bự con là ăn hiếp được nha. Ui giời, không si nhê. Đấm lại đi em. Đúng rồi, solo 1-1 với boss luôn. Thích thì chiều. Đỏ của tay ai to hơn nè. Vô. Ngon thì nhào vô. Thích thì bá vô đây mà nút. Mega lên cái tự tin hơn hẳn liền. Có lên Metacross. Phải lấy lại chiến thắng cho những người đồng đội chúng ta thôi. Đấm không được phát nào luôn. Nó quýnh vô Metacross boss. Biết lễ độ luôn á. Đấy. Ui, công nhận Metacross của mình Mega lên lực thiệt á. Đây rồi, cái lỗ này đây rồi. Mình tìm ra rồi. Thật tuyệt vời. Để bây giờ mình nhảy xuống dưới cái đã. Kèo này hơi căng, kèo này hơi căng. Rồi, xuống thành công. Ủa? À khoan, lần trước là mình... Mình phải... À đây, 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 nó ngay đây luôn. Quên. Cái chỗ cổng kết thúc ngay đây luôn á. Vậy là mình đã có thể trở lại thế giới kết thúc rồi, quá đã. Ôi khoan, đừng manh động. Từ từ. Quên. Regirago của mình không có bay được. Chút xíu nữa là nhảy xuống vực thẳm rồi. Ủa? Cái chỗ... Đây rồi. Mình cần bay qua bên đó. Để chúng ta kiểu như là đi tìm thành phố kết thúc ấy. Công việc đầu tiên của mình khi trở lại đây là tìm thành phố kết thúc ha. Rồi, đi thôi. Bay qua bên cánh cổng này một cái. Đáp lên đây đi. Rồi, phóng ngọc vô ha. Sợ không? Đi tìm thành phố kết thúc thôi. Lần trước thì mình có tìm được một vài cái thành phố kết thúc. Hình như là ở bên trái. Ở đây, bên này. Tới nơi rồi. Và công việc tiếp theo của mình nó hơi nguy hiểm một xíu. Đó chính là AFK để chờ đợi cái em golem cuối cùng trong đội hình golem của mình xuất hiện á. Nhưng mà ở đâu để AFK bây giờ ta? Bay lơ lửng gì cũng được á. Ừ, hợp lý, chắc mình... Ui, đây. Vừa nói xong em xuất hiện luôn rồi. Em có tên là Regi Enleki ha. Trời, đây là golem điện nha. Uầy,
Nhìn đẹp thiệt á. Ờ, nhưng mà em này thì mình cần quấn theo kiểu chắc cú nhất có thể luôn. Mình sẽ kiếm một em kéo rỉa thiệt là tốt ha. Chắc mình sẽ đưa golem thép vô đi. Golem thép mình thấy có kỹ năng cũng kéo rỉa ok lắm nè. Đó, hợp lý hợp lý. Kéo rỉa như vậy là ổn áp rồi. Ui, nhưng mà so sánh về kích thước đi, golem thép của mình có chút xíu thôi, nhưng mà golem điện nè, to đùng luôn. Xịn thiệt, nhìn xịn thiệt. Rồi, kéo rỉa như đây là chắc được rồi đó. Mình sẽ dùng bóng chứa để thu phục Regi Eleki luôn ha. Yeah, thử xem. Ui. Quả đầu tiên là thất bại rồi. Chiến thuật giống như lần trước ha, dẫn đường Metagross cho làm tăng cơ, rồi sau đó thu phục em golem này thôi. Ui, công nhận đưa Metagross vô bắt đúng hên luôn. Mình dùng một quả fastball thôi là bắt được Regi Eleki rồi. Như vậy thì đội hình golem của mình bây giờ đã đủ hết các thành viên rồi. Từ golem đá, golem thép, golem băng. Hôm nay còn có thêm golem rồng và golem điện nữa chứ. Quả là một ngày tuyệt vời luôn. Coi tốc độ của các em golem điện nè. Trời trời trời, cấp 40 thôi mà chỉ số tốc độ hơi bị đỉnh luôn. Chắc mình phải tìm một vài mối để cho em này đánh thôi. Wow, dưới này có boss luôn nè. Vô, trận chiến đầu tiên của hẻm nè. Kéo rỉa là hơi bị tốt đó nha. Kiểu em có tốc độ cao nên em toàn đánh trước thôi à, thích thiệt á. Trời 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 trời. Tới lượt Regirago thì khà một cái một à. Cái em này muốn đi luôn á. Hai em golem thì đều có cái điểm mạnh riêng á. Quá dữ luôn. Rồi luôn, bữa nay chúng ta có được toàn là Pokemon đã không à. Giữa hai em này thì các bạn thích em nào hơn? Mình thì mình có vẻ khá là thích Ui, chưa, từ từ. Khoan, Aeternatus. What the heck? Có một em Aeternatus xuất hiện gần đây nè. Được, mình sẽ cho em Regirago đọ với Aeternatus á. Để coi coi em có thể one shot được Aeternatus hay không. Ui da. Trời ơi, mặc dù là bị đánh trước đó nha, em không bị đánh trước là nhiều khi em one shot Aeternatus rồi đó. Nếu bây giờ mình dùng chiêu phát nổ thì sao ta? Hồi nãy mình có học cho em chiêu phát nổ rồi nè. Thử nhá. Nổ nè. Nổ bánh xác Aeternatus luôn. Nice. Mình chơi, mình quýnh không lại thì mình cho tự phát nổ rồi đánh bại boss. Ủa, đánh bại em Pokemon kia ha. Rồi, trả lại với cái vấn đề hồi nãy ha. Là giữa hai em golem này thì các bạn yêu thích em nào hơn? Mình thì mình yêu thích cái nét ngầu ngầu của Regirago nha. Với lại mình cũng khá là thích rồng nữa. Nên em có hình dạng của đầu một con rồng là cả một ưu thế đó. Nhưng mà thấy vậy thôi chứ Regi Eleki cũng xịn lắm á. Không biết là có bay được hay không thôi. Ê, Regi Eleki có thể bay được nha. Về hình dạng thì em có ba dạng: dạng thường, dạng shiny và dạng spirit ha. Uầy, nhìn đã thì có. Gần đây có một cái ngôi làng. Và liệu rằng có hội quán gần đây hay không? Ồ, tiếc vậy. Ngôi làng này không gần một cái hội quán nào rồi. Nhưng mà có nhà thợ rèn nè. Để mình vô nhà bác ấy coi thử coi. Ồ, nhà bác thợ rèn chiến này bèo vậy. Được có chút xíu đồ à. Và vẫn như mọi ngày, mình đang rong ruổi đi tìm cái gì thì chắc nhiều bạn cũng đoán ra rồi đó. Cái ạc chalice. Nhưng mà có một sự thật hơi buồn là tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được ấy. Chắc tại mình hơi nhỏ thì phải. Rồi, dưới này là một cái rương à. Ồ, đây là rương cướp biển. Lấy đồ nghề ra. Chìa khóa. Ồ, cái này là chìa khóa lá đúng không? Ồ, khóa lá thì mình cần có chìa khóa lá nè. Đây, mở cái nhẹ, lượm luôn cái ổ khóa mang về luôn. Và trong này, ui, cho mình chìa khóa kim cương.
Ôi xịn thiệt. Đồng xu nè, đồng xu để mình ướt á. Được nha. Hợp lý, hợp lý. Ở dưới còn rương không? Ừ, ở dưới này là một cái hang rồi, hết rương rồi. Ok, chủ yếu là được cái chìa khóa kim cương là thấy xịn xịn rồi đó. Thêm một ngôi làng nữa. Ừ, lần này thì sao? Có hội quán gần đây không? Có đi, có đi. Ui, lại không có hội quán nữa rồi. Tiếc thế nhờ, mình mới có hai em Pokemon mới. Tính vô quẩy hội quán nhưng mà hơi khó ha. Không có hội quán nào để cho mình thử sức Pokemon hết. Với lại đánh hội quán á là cơ hội để mình luyện cấp cho mấy em Pokemon rất là nhanh luôn. A few moments later. Rồi tê liệt nha cưng. Tiếp tục là tấn công nè. Ui da. Đâu vậy? Ui ui. Porygon cũng quẩy nãy giờ khá là ok rồi nè. Một mình ẻm kéo rỉa cũng hơi bị nhiều rồi đó. Liệu rằng ẻm có thể giúp mình gánh tem thành công? Cố lên Porygon. Đúng rồi. Thêm một đòn nữa. Trời. Chút xíu nữa là Porygon nhỏ nhắn của chúng ta gánh tem rồi ha. Thôi phần còn lại thì để Rayquaza kết liễu Ragabu đi ha. Wow 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 wow. Này thì Ragabu nè. Sống phinh. Ui. Thấy Porygon nhỏ nhỏ vậy thôi nè. Nhưng mà chút xíu nữa là gánh tem trước một em Ragabu cực mạnh rồi. Ui, đúng là không đánh giá qua vẻ bề ngoài được đâu. Và Porygon của mình thì còn có dạng Shiny. Dạng Alter nữa hả? Trời 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 trời, ghê vậy. Ủa, em có tiến hóa không nhỉ? Kế bên này còn có cái em Dudu màu hồng nữa nè. Nhưng mà em Dudu này thì mình đã có rồi ha. Úp. Victini. Ở đây đây. Đây nè, đây nè. Victini có chút xíu à. Chút xíu nữa là không thấy rồi, không bắt được luôn rồi đó. Mở mạng đi Regilegi. Wow, mới vô thì Golem điện của mình đã kéo rỉa rồi kìa. Mặc dù là thua cấp các thứ rồi ha. Không hiểu luôn á. Bắt em này nãy giờ 50 mấy lần rồi, gần 60 lần rồi. Không được. Là sao? Ok. Dạ mang thiệt chứ. Thêm 25 lần nữa mới bắt được Victini á. Quá là khó khăn để sở hữu được cái em Victini này ha. Tuy hơi cực để có được Victini nhưng mà mình tin chắc em sẽ là một Pokemon rất là mạnh để có thể xét cánh của mình trong thời gian sắp tới ha. Còn bây giờ thì chắc mình đi về thôi. À không, đi tiếp chứ nhờ. Ở đây có một em Inteleon Boss nè. Wow, cơ hội để cho Golem điện của mình thể hiện này. Nhưng mà đây là Inteleon 5 sao nha. Không phải dạng dễ chơi đâu ấy. Ui, ghê thiệt. Rồi, lụm thôi. Mở màn là bao nhiêu máu đây? Gần nửa cây máu. Ui, tiếp theo là đồng đội của mình đã Dynamax lên rồi. Ồ, tiếc quá nha. Hồi nãy mình không có đeo dòng Dynamax. Ê, chơi. Inteleon tấn công một cái. Golem điện của mình còn 25 máu thôi. Ôi không. Không ổn rồi. Trời. Inteleon mạnh thiệt. Quýnh Golem điện mình không trượt phát nào luôn. Mặc dù ẻm có chỉ số tốc độ rất là cao ha. Nhưng mà ẻm bị đánh phát nào là mất rất là nhiều máu luôn á. Cũng khá là thiệt thòi cho Golem điện đây. Mình lại gặp được cái em Rabut này rồi. Ui, lần này bắt buộc mình phải chiến đấu vậy, thử vận may mới được. Hãy cho tôi bắt Rabut đi. Tôi rất cần em Rabut này. Tấn công em trước nè. Đấy, sương sương nửa cây máu nha. Lần này là tôi góp hơi bị nhiều sát thương rồi đó. Cho tôi bắt nha. Một đòn nữa coi coi có kết liễu được Rabut hay không. Thời tới em ơi. Lụm cục kẹo ra bút nè. Và lần này thì cho mình bắt ra bút nha. Nhưng mà mình bắt có được hay không là còn một câu chuyện khác nữa.
Mình nghi quá à. Sao mình có linh cảm là mình sẽ bắt không bắt được ấy. Được hay không đây? Ồ, lần này thì bắt được Rabbit rồi. Yes. Sau bao nhiêu lần bắt thất bại thì cuối cùng lần này mình cũng đã bắt thành công một em Rabbit về rồi. Đưa em vô, cho em hết kinh nghiệm để lên cấp các thứ rồi ha. Và khi tiến hóa thì em sẽ trở thành Cinderay á nha. Nhìn rất là đã ha. Ôi, được được được, giờ thì chắc... Ừ, hồi nãy mình thấy có hiện cái thông báo là gần đây có Necroma xuất hiện. Đâu nhờ? Đây đây đây, ngay đây luôn à. Ồ, Necroma hả? Đỏ dữ. Golem điện của tôi nè, vô. Thích thì nhào vô. Úi chú 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 chú. Căng vậy, giỡn mặt hả? Xương xương nửa cây máu nha, thêm một hit nữa em ơi. Lụm cục kẹo luôn. Ui, và khi đánh bại Necroma mình được một mớ kinh nghiệm ấy. Ui, và thêm một quả Beast Ball nữa. Thầy, Rabbit của mình cũng đã tiến hóa rồi. Dì dìa, giờ thì chờ đợi ẻm tiến hóa xong và chúng ta sẽ có được dạng tiếp theo của ẻm. Đó chính là Cinderace á. Yay, rất là đã luôn. Và học được kỹ năng quả bóng Pyro gì nè. Quá tuyệt vời. Đó, đẹp thế cơ mà. Và lý do mình cố bắt được em Cinderace này á là tại vì em có cái dạng Gigantamax. Ta nói quá là dữ dội luôn á. Trời ơi, em còn có dạng giveaway nữa này. Ui, cái dạng giveaway này nhìn giống một cái nhân vật nào đó trong anime lắm luôn ấy. Nhưng mà dạng này thì hơi bị khó tìm luôn á. Rồi, và gần đây còn có boss nữa kìa. Sao tự nhiên mình muốn đánh thêm boss ghê ta. Cinderay cũng góp công vô rồi. Ê, mình có quick attack. Yes. Như vậy thì Cinderay đã kết liễu được Binsir. Và Binsir cho mình cái chia sẻ kinh nghiệm tất cả. Ui, cái này đỉnh nè. Cái này nó sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả các em Pokemon luôn. Hay nha, cái này là mình có thể cày cấp nhiều em cùng lúc rồi. Thật là tuyệt vời. Ui, Cinderay mới về đội mình thôi đã lập chiến công rồi nè. Được thiệt sự á nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã chào đón rất là nhiều thành viên mới á. Và thành viên nào thì cũng có sức mạnh tiềm tàng riêng. Chẳng hạn như là Golem Rồng thì có siêu sức mạnh kỹ năng hệ rồng á, có thể solo với Eternatus. Còn Golem Điện thì có siêu tốc độ nè. Victini thì chưa có nhiều đặc diện cho lắm á. Nhưng mà Cinderay mới về đội thôi mà đã kết liễu được một boss Ultimate và mang về một cái XP Share On rất là xịn á. Còn Porygon thì thấy vậy thôi nha, nhưng mà cũng đáng gờm lắm á. Nói chung, hôm nay là một chuyến đi tuyệt vời của mình ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi tuyệt vời ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Mong rằng nó sẽ vẫn tuyệt vời giống như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.